Thưa quý vị, thưa các bạn, dù đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhưng những doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn phải đối diện với không ít những khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng. Nguyên nhân bởi thiếu tài sản thế chấp, khả năng tài chính yếu và thiếu minh bạch trong lập báo cáo tài chính. Và vì vậy đã giúp các doanh nghiệp tiếp cận với các thông tin cần thiết về các nguồn vốn hỗ trợ để nâng cao cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là cần thiết. Theo thống kê, cả nước có hơn 700.000 doanh nghiệp, trong đó khối doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm gần 98% với doanh thu 100 tỷ đồng trở xuống. Trong số này, 70% doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng. Dù chiếm số lượng nhiều, nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận vốn vay và khiến nhiều doanh nghiệp phải tìm đến các khoản vay phi chính thức. Bên cạnh đó, do hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nên tình trạng nợ xấu và rủi ro trong thanh toán có thể sẽ gia tăng nếu doanh nghiệp không chủ động trang bị các kiến thức, kinh nghiệm cần thiết trong giao dịch quốc tế. Các cái doanh nghiệp của Việt Nam ấy, thì thường là có những cái khó khăn như sau. Một là cái nguồn vốn cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam khi tiếp cận vốn thì thường là các cái hạn mức quá cao. Cái thứ hai nữa là đòi hỏi cái việc mà thế chấp, thì các cái tài sản thế chấp thì các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì thường là ít. Vừa qua, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp cùng với ngân hàng VP Bank tổ chức hội thảo tài chính thương mại, tiếp cận vốn và các hình thức thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu. Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ thông tin kinh doanh và xuất khẩu, giúp doanh nghiệp tiếp cận được dịch vụ tài chính thương mại. Tại đây, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã có cơ hội chia sẻ những vướng mắc gặp phải trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là huy động vốn, quản lý tài chính. Những vướng mắc này được các chuyên gia ngân hàng giải đáp, đưa ra những giải pháp tài chính hỗ trợ nguồn vốn để doanh nghiệp thực hiện đơn hàng xuất khẩu. Cho nên tôi cũng đề nghị rằng là muốn hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa để làm công tác xuất khẩu được tốt, thì cơ chế chính sách của nhà nước sẽ có những cái trực tiếp để làm với các cái thị trường của các nước bằng các cái thương vụ, rồi các cái công tác của nhà nước để làm thị trường giúp cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa để có thể tiếp cận được các cái thị trường của nước ngoài. Với nhiệm vụ tư vấn về tài chính thương mại cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại diện ngân hàng đã đưa ra một số phương pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa giải quyết bài toán nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về trình tự khi thực hiện các đơn hàng. Chúng tôi dành trực tiếp vấn đề tài trợ thương mại cũng như là các cái kỹ năng nhiệm vụ và những cái thông tin rất là cơ bản dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xuất khẩu để các anh chị có thể tiếp cận nắm bắt vấn đề của tài trợ thương mại cũng như các cái nghiệp vụ kỹ năng giúp anh chị chúng ta thực hiện các cái nghiệp vụ kinh doanh tại công ty của mình. Theo đại diện Cục Xúc tiến Thương mại, hội thảo trên nằm trong chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương do chính phủ Thụy Sĩ tài trợ. Chương trình này được triển khai tầm quốc gia, tập trung vào một số tỉnh thành cả nước được lựa chọn theo các tiêu chí như năng lực xúc tiến thương mại, tiềm năng phát triển xuất khẩu bền vững, v.v.